Ngày 9 tháng 10, tỉnh đoàn phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế tổ chức hội thi tìm hiểu về luật phòng chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên thanh niên. Tham gia hội thi có 5 đội là những đoàn viên thanh niên tinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội thi có 3 nội dung là thi chào hỏi, thi kiến thức và thi sáng kiến. Dưới hình thức sân khấu hóa, các đội tuyển đã đem đến hội thi nhiều thông điệp ý nghĩa về tác hại của thuốc lá, cách phòng chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng, đặc biệt là trong các nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội tuyển Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh